Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 16 tháng 9 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thông đốc Florida DeSantis cho biết, tiểu bang sẽ tiến hành điều tra vụ ám sát cựu tổng thống Trump lần thứ hai. Hạ viện Đảng Cộng hòa triệu tập cơ quan mật vụ điều tra về vụ ám sát Trump lần thứ hai. Luật sư của tòa thị chính New York từ chức. Hải quân Hoa Kỳ ra mắt tàu ngầm tích hợp giới tính đầu tiên. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, thống đốc Ronny Aronisantis cho biết vào hôm Chủ nhật rằng tiểu bang của ông sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng về cách tay súng thứ hai có thể tiếp cận cựu tổng thống Trump trong phạm vi 500 yards. Cựu tổng thống đang chơi một vòng góp tại câu lạc bộ góp quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida, thì cơ quan mật vụ Hoa Kỳ nổ súng vào Ryan Wesley Brown, người được cho là có trang bị súng trường. Các nhà chức trách cho biết Rout có một máy quay GoPro và hai ba lô và bị cáo buộc đã đẩy nòng súng trường của mình qua hàng rào mắc cáo cách cựu tổng thống khoảng 300 đến 500 yard. Các đặc vụ đã bắn Rout sau khi họ thấy anh ta dơ vũ khí lên. Lucas Tomlinson của Fox News xác nhận. Sau đó, Rout đã trốn trên một chiếc Nissan màu đen nhưng đã bị bắt giữ nhanh chóng. Cựu Tổng thống Trump đang ở khu thứ năm của sân góp thì tiếng súng vang lên, khiến đội bảo vệ của ông phải chạy đến và đưa ông đến nơi an toàn trong câu lạc bộ. Thưa quý vị, đây là vụ ám sát thứ hai nhằm vào cựu Tổng thống chỉ trong vòng 2 tháng. Khi ngày càng có nhiều thông tin về vụ việc đang được điều tra là một nỗ lực ám sát cựu Tổng thống Trump, Thông đốc DeSantis tuyên bố, Florida sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra tại câu lạc bộ góp quốc tế Trump. DeSantis cho biết trong một bài đăng trên X, người dân xứng đáng được biết sự thật về kẻ ám sát tương lai và cách hắn có thể tiếp cận cựu tổng thống và ứng cử viên hiện tại của đảng Cộng Hòa trong phạm vi 500 giác. Đây là lần thứ hai trong vòng 64 ngày, một tay súng có thể tiếp cận cựu tổng thống ở cự ly gần bằng súng. Hạ viện đảng Cộng Hòa triệu tập cơ quan mật vụ điều tra về vụ ám sát Trump lần thứ hai. Quý vị thân mến, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng Hoa Kỳ trong lực lượng đặc nhiệm điều tra vụ ám sát cựu tổng thống Donald Trump đã yêu cầu cơ quan mật vụ Hoa Kỳ báo cáo tóm tắt về vụ ám sát cựu tổng thống mới nhất xảy ra vào hôm chủ nhật. Vào hôm chủ nhật, thì một người đàn ông có súng AK47 đã bị các mật vụ bắn sau khi dơ khẩu súng trường của mình từ một bụi cây cách cựu tổng thống Trump khoảng 300 đến 500 yard người đang chơi một vòng góp tại câu lạc bộ của ông ở West Palm Beach, Florida. Người đàn ông này đã bỏ trốn và ngay sau đó bị bắt giữ. nghi phạm đã được xác định là Ryan Routh. Trong một tuyên bố sau đó trong ngày, chủ tịch lực lượng đặc nhiệm đảng Cộng hòa Michael Kelly và là thành viên cấp cao Jason Grow, đảng Dân chủ, đã đưa ra một tuyên bố chung sau vụ ám sát bất thành. Tuyên bố lưỡng đảng viết. Lực lượng đặc nhiệm đang theo dõi vụ ám sát bất thành cựu Tổng thống Donald Trump tại West Palm Beach vào chiều nay. Chúng tôi đã yêu cầu một cuộc họp báo với cơ quan mật vụ Hoa Kỳ về những gì đã xảy ra và cách an ninh phản ứng. Dân biểu Tom Burchett thuộc đảng Cộng hòa đã chỉ trích cơ quan mật vụ và các cơ quan chức năng khác vì không bảo vệ khu vực xung quanh cựu Tổng thống Trump trước một nỗ lực ám sát khác nhằm vào ông vào hôm Chủ nhật. Burchett đã nói chuyện với Eric South trên Fox News Live về các chi tiết đang diễn ra liên quan đến vụ ám sát bên ngoài Trump International Golf Club, nơi cựu tổng thống Trump đang chơi góp vào thời điểm đó. Các nhà chức trách cho biết nghi phạm đã ở cách đó 300-500 yards yard trước khi mật vụ nổ súng vào anh ta. Nghị sĩ này muốn có câu trả lời về cách nghi phạm có thể tiếp cận cựu tổng thống gần như vậy và tiết lộ rằng các nhà lập pháp khác đã yêu cầu nhiều biện pháp an ninh hơn họ đã gọi rồi và bạn phải tự hỏi tại sao không có máy bay không người lái nào bay qua bất cứ nơi nào có tổng thống điều này thật là nực cười burchett nói vấn đề là ít nhất theo quan điểm của tôi trong mắt công chúng thì bạn có một cơ quan mật vụ đã bị tổn hại và thiếu khả năng lãnh đạo rõ ràng là bạn có những đặc vụ tuyệt vời người thực hiện phát súng đó nhưng tại sao lại có người đến gần ranh giới này? Tâm nhìn mà chúng ta đang nói đến nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Vì vậy chúng ta phải nhận được một số câu trả lời. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận được câu trả lời trong chính quyền này, nhưng hy vọng rằng dưới thời chính quyền Donald Trump chúng ta có thể làm sạch ổ chuột này. Ông nói thêm. Không đời nào có chuyện ai đó lại gần Tổng thống Donald Trump như vậy với một khẩu súng AK Steel hay AK-47 hay bất cứ thứ gì có ông ngắm. Burchett cũng sa thải cảnh sát trưởng quận Palm Beach, Rick Russell khi nói rằng an ninh xung quanh cựu Tổng thống Trump đang ở mức thấp hơn vì ông không phải là Tổng thống đương nhiệm. Mọi người đều biết kiểu mẫu của ông ấy và tôi biết cựu Tổng thống thích chơi góp và họ biết khi ông ấy ở Florida, ông ấy sẽ chơi góp. Chết tiệt! Họ nên đóng cửa nó lại. Họ có quyền làm điều đó. Họ nên làm điều đó. Họ sẽ đến với chúng tôi để xin thêm tiền. Tôi nghĩ họ cần phải ngừng tuyển dụng DEI và bắt đầu đưa những người đủ tiêu chuẩn vào các vị trí ra quyết định, thay vì những gì họ đang làm ngay bây giờ. Burgess cũng là thành viên của lực lượng đặc nhiệm Hạ viện trong vụ ám sát đầu tiên nhằm vào Donald Trump vào tháng 7. Luật sư của Tòa thị chính New York từ chức Kính thưa quý vị, Tòa thị chính thông báo vào đêm muộn thứ Bảy rằng Cố vấn trưởng Tòa thị chính ở New York Lisa Zonberg đã từ chức khỏi vị trí của mình trong chính quyền của thị trưởng Eric Adam. Zonberg là luật sư hàng đầu của Adam và Tòa thị chính kể từ tháng 7 năm 2023. Cả Adam và Zonberg đều không đưa ra lời giải thích cho sự ra đi của bà trong tuyên bố gợi tới Tòa thị chính. Adam cho biết trong tuyên bố của mình rằng, chúng tôi trân trọng mọi công việc mà Lisa đã làm cho chính quyền của chúng tôi và quan trọng hơn là cho thành phố trong 13 tháng qua. Đây là những công việc khó khăn và chúng tôi không mong đợi bất kỳ ai sẽ ở lại đó mãi mãi. Chúng tôi chúc Lisa mọi điều tốt đẹp nhất trong những nỗ lực tương lai của cô ấy. Thưa quý vị, các thành viên cấp cao khác trong nhóm cố vấn sẽ giữ vai trò của mình để đảm bảo văn phòng tiếp tục hoạt động bình thường mà không có vấn đề gì. Và chúng tôi dự kiến sẽ bổ nhiệm một cố vấn trưởng tạm quyền trong những ngày tới. Tuyên bố của Sonberg có đoạn rằng: "Tôi vô cùng biết ơn thị trưởng Adam vì đã cho tôi cơ hội phục vụ thành phố và tôi ủng hộ mạnh mẽ công việc mà ông đã và đang làm cho người dân New York." Thưa quý vị, sự ra đi của John Bird diễn ra trong bối cảnh các nhà điều tra liên bang dường như đang đẩy nhanh cuộc điều tra liên quan đến các thành viên trong vòng tròn thân cận của Adam. Chỉ vài ngày trước, cựu cảnh sát trưởng New York Edward Cabin đã tự chức gần một tuần sau khi FBI khám xét nhà ông và tịch thu các thiết bị của ông. FBI cũng đã tiến hành khám xét nhà của ba phó cảnh sát trưởng hàng đầu của Adam. Các quan chức khác bị FBI tịch thu thiết bị tuần trước bao gồm Phó Thị trưởng thứ nhất Sina Wright, Philip Banks, Phó Thị trưởng phụ trách an toàn công cộng và Timothy Peterson, Cố vấn Thị trưởng và cựu quan chức của Sở Cảnh sát New York. The Associated Press đưa tin vào tuần trước trích dẫn lời của hai cá nhân giấu tên. Văn phòng, phòng luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan đang dẫn đầu cuộc điều tra. Chủ đề vẫn chưa rõ ràng. Đầu tháng này, NYPD đã nói với The Hill rằng, Họ đã biết và hợp tác với một cuộc điều tra liên quan đến các thành viên trong sở cảnh sát của mình, nhưng không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về cuộc điều tra. Hải quân Hoa Kỳ ra mắt tàu ngầm tích hợp giới tính đầu tiên Thưa quý vị, Fox News đưa tin vào hôm Chủ nhật rằng, Hải quân Hoa Kỳ đã đưa vào hoạt động chiếc tàu ngầm đầu tiên được chế tạo theo tiêu chuẩn hoàn toàn tích hợp giới tính theo hãng tin này tàu USS New Jersey đã được đưa vào biên chế vào thứ bảy trong một buổi lễ tại căn cứ vũ khí hải quân Eagle ở Middletown New Jersey đoạn phim ghi lại buổi lễ đưa tàu ngầm tấn công nhân lớp virginia vào hoạt động đã được cựu chiến binh hải quân Glenn Marlow chia sẻ trên x các bang vận hành nền tảng phức tạp nhất trên hành tinh và các bạn phải liên tục phấn đấu vì sự xuất sắc chỉ huy Steve Holly nói với thủy thủ đoàn gồm gần 135 người của tàu ngầm trong một bài phát biểu. Tôi rất ngạc nhiên và khiêm nhường trước những gì chúng tôi đã đạt được. Tính chuyên nghiệp vượt trội của chúng tôi được nâng cao nhờ sự hòa nhập của phi hành đoàn và tính đa dạng của chúng tôi. Holly nói thêm, chúng tôi đã vượt qua mọi kỳ vọng ở mọi ngã rẽ và vượt qua mọi trở ngại đặt ra trước mắt. Chiếc tàu USS New Jersey chưa có tàu ngầm nào của Hoa Kỳ được thiết kế để chở cả nam và nữ. Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Robert M. Gates đã dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ phục vụ trên tàu ngầm vào năm 2010 sau thời gian dài tin rằng nơi ở và việc thiếu sự riêng tư sẽ khiến cho việc hòa nhập giới tính trở nên khó khăn đến năm 2030. Mục tiêu là có 33 phi hành đoàn khác nhau được tích hợp với các sĩ quan trên tất cả các nền tảng và tất cả các cảng nhà. Thông cáo báo chí của Hải quân từ tháng 6 năm 2021 nêu rõ. NotJersey.com đưa tin, tàu ngầm mới đã được trang bị những điều chỉnh giúp tăng cường sự riêng tư trong phòng vệ sinh và khu vực ngủ, cũng như cải thiện khả năng tiếp cận giường tầng trên và vang trên cao. Cuối cùng, Emily và Cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin quý vị ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào được cập nhật hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time. Hãy để chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung nhanh, trung thực và chính xác nhất một lần nữa emily xin cảm ơn và chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp